chương 3881, tìm việc phượng hoàng nhất tộc. Tính ngưỡng vũ trụ đối với chính nguyên vũ trụ chiến đội tập kích, khiến cho thật lớn chấn động. Này cũng làm cả chính nguyên vũ trụ cường giả các đệ tử không dám lại ở bên ngoài đải, sôi nổi phản hồi sao trời cự bên trong thành. Hiện giờ sao trời cự thành là toàn bộ chính nguyên vũ trụ nhất an toàn địa phương. T, đây là Bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ phương hướng là chúng ta sao trời cự thành phương hướng. Thời gian từng ngày quá khứ, hơn 20 thiên giây lắc lướt qua, nhưng mà tại đây một ngày, ở vào sao trời vũ trụ một chỗ, vài tên chính nguyên vũ trụ cường giả nhóm đột nhiên chú ý tới phía bên phải vị trí, một cái khủng bố đến cực điểm quân đoàn hướng tới phía trước phi hành giả. Chúa tể lục giai chi cảnh sao trời cự thú khai đạo. Mặt trên đứng đại lượng chúng thần cường giả. Một mảnh khổng lồ vô cùng tính ngưỡng chi đồ, mặt trên tính ngưỡng văn tự lượng lờ. Mặt trên đồng dạng đứng đại lượng chúng thần cường giả. Còn có một cái hình vòng tính ngưỡng chi kiều, ẩn chứa vô tận uy áp mặt trên đồng dạng đứng đại lượng chúng thần cường giả còn có mặt khác các loại xa xa thoạt nhìn liền cường đại vô cùng chí bảo vài tên cường giả cảm thụ được một màn này đồng tử hơi hơi co rụt lại bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái tràn ngập chấn động thần sắc đây là tình huống như thế nào bọn họ không phải là muốn công kích chúng ta sao trời cự thành đi có cái này khả năng mau chúng ta mau đem tin tức này nói cho chúng ta biết trong tộc cường giả vài tên cường giả lập tức đem tin tức truyền lại qua đi hư hư thực thực tính ngưỡng vũ trụ mấy ngàn vạn đại quân muốn tập kích sao trời cự thành tin tức thực mau mà truyền lại qua đi vừa lúc chúng ta cũng nhìn xem kia tính ngưỡng vũ trụ thực lực ân ừ, chúng ta có như vậy nhiều khủng bố phòng ngự còn có hai vạn năm nghìn con rồng cung nguyền rủa chi long vấn đề không lớn bọn họ muốn thăm thăm chúng ta thực lực chúng ta lại làm sao không phải muốn xem bọn hắn thực lực làm sao trời cự thành các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng thế giới thông đạo chỗ một chúng chính nguyên vũ trụ đỉnh chủng tộc cường giả nhóm nhàn nhạt nói sao trời cự thành chế tạo là 12 cái đỉnh chủng tộc tập hợp ở bên nhau. Có thể ngăn cản lực lượng, là phi thường khủng bố. Không nói cái khác, gần 2 vạn 5 nghìn điều nguyền rủa chi long liền đủ tính ngưỡng vũ trụ chịu được. Nhưng hiển nhiên, không có khả năng ngay từ đầu liền làm nguyền rũa chi long chịu chết. Điểm này một chúng đỉnh chủng tộc vẫn là minh bạch. Theo sát, ở vào sao trời cự thành chỗ, thứ nhất thông cáo phát ra rồi. Thông cáo, tính ngưỡng vũ trụ sẽ ở 10 ngày nội đạt tới sao trời cự thành nơi này, hư hư thực thực đối sao trời cự thành khởi xướng công kích, thỉnh sở hữu cường giả các đệ tử ngốc tại bên trong thành, gần nhất mấy ngày không cần đi ra ngoài. Tính ngưỡng vũ trụ quân đoàn thế nhưng muốn công kích chúng ta sao trời cự thành. Tính ngưỡng vũ trụ thực lực phi thường khủng bố, bọn họ có hơn 20 cái khủng bố quân đoàn, chúng ta sao trời cự thành có thể thủ được sao? Hẳn là không có vấn đề, các ngươi nhìn không tới sao trời cự bên trong thành đỉnh chủng tộc cường giả các đệ tử đều không có chút nào lo lắng sao? Đây chính là 13 cái đỉnh chủng tộc liên thủ chế tạo sao trời cự thành, toàn bộ cự thành có rất nhiều trí bảo tồn tại, cho dù là tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn rất mạnh, cũng không có khả năng công phá. chính nguyên vũ trụ sở hữu cường giả các đệ tử nhìn đến tin tức này, không ngừng nghị luận. mà một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, cũng thu được một cái mệnh lệnh, thủ thành mệnh lệnh. cái này thủ thành, trên thực tế cũng không cần bọn họ quá mức động thủ. gần kia đại lượng trận pháp, cùng với kia từng cái phòng ngự bảo vật, đã đủ khủng bố. đến lúc đó chỉ cần thao tác là được. bất quá vẫn là yêu cầu một ít 13 cái đỉnh chủng tộc cường giả qua đi trạm tràng. Quy thừa tướng được đến tin tức này, cũng mang theo một chúng Mỹ long long chủng tự mình đuổi lại đây. Lúc này đây tính ngưỡng vũ trụ tập kích, sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, vẫn là yêu cầu trình diện. Ân. Cùng lúc đó, ở vào chính nguyên vũ trụ thông đạo nhập khẩu vị trí, Phượng Hoàng nhất tộc Thủy Phượng Hoàng Chi Vương nhìn đến thông tin thạch bàn nội tin tức, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã cùng lúc trước một cái sao trời cự thú đàn tộc lấy được liên hệ, nếu như chúng ta có thể cho bọn hắn cũng đủ nhiều tài nguyên bọn họ nguyện ý cho chúng ta mà chiến thủy phượng hoàng chi vương hướng tới sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả mở miệng nói nga cái kia sao trời cự thú chủng tộc là cái gì thực lực một chúng đỉnh chủng tộc trước mắt sáng ngời lộ ra hưng phấn thần sắc đã từng có một đám sao trời cự thú ở bọn họ chính nguyên vũ trụ sinh tồn hơn nửa số lượng còn không ít bọn họ ở chính nguyên vũ trụ nội mở ra trí tuệ hiện tại có thể liên hệ thường đối với bọn họ chính nguyên vũ trụ tới nói tuyệt đối là phi thường tốt tin tức cái này chủng tộc có được năm sáu cái chúa tể thất gia chi cảnh cường giả thực lực này cũng đã vậy là đủ rồi thủy phượng hoàng chi vương cười nói vậy là đủ rồi xác thật vậy là đủ rồi vậy liên hệ bọn họ chúng ta sẽ lấy ra chúng ta thành ý vô tộc tổ vu lập tức mở miệng nói tốt nhất có thể cùng chi tiến hành một ít hợp tác thăm dò sao trời vũ trụ hợp tác có thể ta làm thủ hạ cùng bọn họ câu thông một chút thủy phượng hoàng chi vương gật gật đầu này hẳn là vấn đề không lớn một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm gật gật đầu trong mắt lập lòe ánh sáng cô cô chúng ta hiện tại cùng những cái đó sao trời cự thú liên hệ thượng kỳ long cung long vương nơi đó thù thủy phượng hoàng chi vương phía sau vị trí một cái thủy phượng hoàng đột nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi lúc này không có lý do gì động thủ thủy phượng hoàng chi vương nhìn thoáng qua phía sau thủy phượng hoàng ánh mắt hơi hơi lập lòe nhàn nhạt đáp lại một câu không có lý do gì tên kia thủy phượng hoàng lặp lại một câu hơi hơi gật gật đầu hắn lấy ra thông tin thạch bàn gửi đi một cái tin tức. Hiện giờ, Long Cung tuy rằng cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng với Thiên Sứ nhất tộc giải hòa, nhưng là thù hận như cũ tồn tại. Đặc biệt là, Vương Tiên lúc trước giết một ít Phượng Hoàng cùng Thiên Sứ. Này đó Phượng Hoàng cùng Thiên Sứ, cũng có được chính mình thân nhân. Ngắn ngủi giải hòa, cũng không đại biểu cho một ít thù hận có thể hóa giải. Tên kia Thủy Phượng Hoàng gửi đi xong một tin tức lúc sau, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Sao trời vũ trụ nội, tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn muốn công kích sao trời cự thành tin tức đã truyền hai ngày ở sao trời cự ngoài thành mặt một ít cường giả còn lại là sôi nổi trở về thành nội bọn họ muốn quan kháng trận này đại chiến đặc biệt là một chúng đỉnh chủng tộc cường giả đệ tử bọn họ đối với sao trời cự thành cường đại nhiều ít hiểu biết một ít cho nên bọn họ tự tin sao trời cự thành sẽ không bị công phá nếu không có nguy hiểm như vậy bọn họ tự nhiên muốn lại đây nhìn xem trận này đại chiến nhìn một cái sao trời cự thành uy thế nhìn một cái tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn có bao nhiêu cường đại mà đỉnh chủng tộc cường giả các đệ tử đều không sợ một đám trở lại sao trời cự bên trong thành, một chúng cao cấp chủng tộc cường giả các đệ tử thấy như vậy một màn, tự nhiên cũng không sợ. Đỉnh chủng tộc đệ tử đều không lo lắng, bọn họ lại lo lắng cái gì đâu. Này cũng lệnh sao trời cự bên trong thành cường giả các đệ tử số lượng gia tăng đến một cái khủng bố nông nổi. Cơ hồ nơi nơi đều là người. Cũng hoặc là hóa hình người. Tấu chương xong. Chương 3882, bị tập kích giết long cung đệ tử. Đi một chút, nghe nói tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn sách đã đến, Chúng ta chạy nhanh qua đi, tiểu tâm một chút. Hắc hắc, lúc này đây chúng ta thu hoạch không tồi a, à, khả năng nếu không bao lâu, chúng ta là có thể đủ tăng lên tới chúa tể tam giai chi cảnh. Xác thật a, à, có chúng ta Long Vương cung cấp những cái đó tài nguyên, chúng ta tăng lên tốc độ quả thực không cần quá nhanh. Mấy ngàn vạn năm đều không có nhìn thấy chúng ta Long Vương, không biết Long Vương hiện tại ở địa phương nào. Ở vào sao trời cự thành phía trước cách đó không xa vị trí, hơn 10 người Long cung cường giả nhóm đầy mặt mỉm cười hướng tới cự thành bay đi. Hiện giờ Long cung sở hữu các đệ tử hết thảy vì tăng lên thực lực mà nỗ lực. Mấy ngàn vạn năm thời gian, lệnh long cung các đệ tử trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Một bộ phận đỉnh cấp các đệ tử, thực lực đã đạt tới chúa tể nhị giai chi cảnh. Đỉnh cấp đã đạt tới chúa tể tứ giai chi cảnh. Đương nhiên, này quần long cung cường giả nhóm, không tính bị long long chủng cùng với nhau giải bọn họ. Ở ngắn ngủng mấy ngàn vạn năm thời gian, có thể đạt tới chúa tể tứ giai chi cảnh, tốc độ này, đã là phi thường khủng bố. Này cũng toàn dựa tính ngưỡng chi tâm duyên cớ tới trực tiếp công kích đem chi tiêu diệt ha hả rốt cuộc có thể động thủ ta đã nhẫn Long Cung đám kia gia hỏa mấy ngàn vạn năm thời gian lúc này đây rốt cuộc có thể động thủ trước kia thời điểm là bởi vì kia Long Cung Long Vương dựa vào cổ thần nuôi côn chủ chiếm cứ thượng phong nếu như không có kia cổ thần nuôi côn chủ kia Long Cung chúng ta đã sớm tiêu diệt nào có bọn họ hiện tại uy phong hiện tại chúng ta trưởng lão làm chúng ta động thủ hẳn là muốn tìm cái lý do tiêu diệt này Long Cung Long Cung thực lực còn không có tư cách cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc so sánh, nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, Long Cung đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Hảo, động thủ đi. Cùng lúc đó, ở vào hơn 10 người Long Cung đệ tử cách đó không xa vị trí, hơn 10 người Phượng Hoàng nhìn bay qua tới Long Cung đệ tử, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Đứng lại, các ngươi Long Cung này đàn đê tiện gia hỏa, cũng dám cướp đoạt chúng ta bảo vật, cho chúng ta lấy ra tới. Hơn 10 người Long Cung đệ tử chính hướng tới sao trời cự thành bay đi, lúc này, Bọn họ khoảng cách sao trời cự thành, chỉ có vài phút khoảng cách. Đột nhiên một tiếng lạnh băng tiếng quát truyền đến. Này lệnh hơn 10 người Long cung đệ tử hơi hơi sửng sốt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ nhìn đến mười mấy phượng hoàng hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Từng đạo băng nhận, bay thẳng đến bọn họ tập kích mà đi. Cẩn thận. Một chúng Long cung đệ tử nhìn đến, sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. Rầm rầm. Muốn trốn, các ngươi trốn không thoát đâu. Hôm nay chúng ta phải giết các ngươi. Hơn 10 người bay qua tới Thủy Phượng Hoàng, trên mặt tràn ngập lạnh lẽo cùng lành lạnh thần long, bọn họ kích động Phượng Hoàng cánh chim, tập kích mà đến. Cầm đầu, là một người chúa tể tam giai chi cảnh Thủy Phượng Hoàng. Chúa tể tam giai chi cảnh thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là truy kích thậm chí tiêu diệt long cung này hơn 10 người đệ tử, nhẹ nhàng. Trống trống trống. Chúng ta khi nào cướp đoạt các ngươi bảo vật? Trung ương một người long cung đệ tử thân hình chấn động, lập tức hóa thành hỏa thần long hắn trực tiếp phun ra từng đạo long tức, đón nhận bọn họ công kích, đầy mặt phẫn nộ quát. Còn không thừa nhận sao? Không thừa nhận, chúng ta liền đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Trung ương Thủy Phượng Hoàng đầy mặt lành lạnh điên cuồng hét lên nói. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ, chạy mau, chạy trốn tới sao trời cự thành nơi đó, nơi đó có chúng ta long cung cường giả. Hơn 10 người long cung đệ tử cảm nhận được bọn họ uy thế, thần sắc biến đổi lớn, vội vàng hướng tới phía trước bay đi. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Chịu chết đi, cướp đoạt chúng ta bảo vật, đừng tưởng rằng các ngươi là Long Cung, chúng ta cũng không dám phản kích. Chết đi! Hơn 10 người thủy phượng hoàng đồng thời kích động thật lớn phượng hoàng cánh chim, khắp hư không, từng đạo lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, hướng tới hơn 10 người Long Cung đệ tử bao trùm mà đi. Bọn họ là cố ý tìm tra. Đê tiện vô sĩ phượng hoàng nhất tộc, chúng ta Long Vương là sẽ không buông tha các ngươi. Hơn 10 người Long Cung đệ tử nghe được bọn họ thanh âm, không ngừng chống cự lại đến từ chính trên không tập kích, sắc mặt vô cùng nan tham quát là chúng ta tìm tra. chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng là các ngươi long cung được một tấc lại muốn tiến một thước đừng tưởng rằng thượng một lần chúng ta phượng hoàng nhất tộc hướng các ngươi cúi đầu chính là không bằng các ngươi hôm nay ta liền phải làm thịt các ngươi cầm đầu thủy phượng hoàng rống lớn nói pp Pi -pi. một tiếng phượng minh vang vọng khắp thiên địa ân tình huống như thế nào bên kia đã xảy ra sự tình gì là phượng hoàng nhất tộc cường giả đó là phượng hoàng nhất tộc giống như còn có long cung đệ tử bọn họ đã xảy ra tranh đấu. Không biết, giống như nói Long Cung đệ tử đoạt Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử đồ vật, bất quá Long Cung đệ tử nói không có đoạt. Sao lại thế này? Không phải đâu, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cùng Long Cung cường giả đánh nhau rồi. Đúng lúc này, ở vào sao trời cự thành vị trí, một ít cường giả chú ý tới ngoài thành bên kia tình huống, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Long Cung hơn 10 người đệ tử vị trí, khoảng cách sao trời cự thành vốn là phi thường gần, thời điểm chiến đấu hướng tới bên này lại chạy thoát một khoảng cách, này lệnh sao trời cự bên trong thành một chúng cường giả có điều cảm ứng được. Nghe được bên kia thanh âm, cùng với chiến đấu vị trí, tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ một đám ánh mắt lập lòe, cẩn thận nhìn chăm chăm. Mà bên kia tình huống, cũng nhanh chóng hấp dẫn sao trời cự bên trong thành mặt khác một chúng cường giả đệ tử. Bọn họ một đám đầy mặt kinh dị bay đến không trung, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Dám cướp đoạt chúng ta bảo vật, chết đi. Một người danh cường giả đệ tử ánh mắt nhìn lại, lúc này bọn họ nhìn đến mười mấy phượng hoàng ở cầm đầu chúa tể tam gia chi cảnh thủy phượng hoàng tới gần một chúng long cung cường giả phía sau từng đạo khủng bố công kích đem chi bao trùm cấp bậc thượng áp chế lệnh một chúng long cung đệ tử chỉ có thể đủ đầy mặt hoảng sợ hướng tới phía sau nhìn lại phốc 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 theo sát năng lượng qua đi hơn mười người long cung đệ tử trực tiếp bị chém giết này phượng hoàng nhất tộc cường giả thế nhưng giết hơn mười người long cung cường giả này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Phượng Hoàng nhất tộc muốn cùng Long cung bùng nổ chiến tranh rồi sao? Không phải đâu. Ở chúng ta chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ đại chiến thời điểm, này nếu là lại phát sinh nội đấu. Sao trời cự thành thường, một chúng cường giả các đệ tử thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đặc biệt là nhìn đến Phượng Hoàng nhất tộc một chúng cường giả, thật sự đem Long cung cường giả chém giết thời điểm. Một ít mặt khác đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, ánh mắt lập lòe nhìn một màn này. Chung quy tới vẫn là tới, bất quá phượng hoàng nhất tộc vì sao lựa chọn tại đây một cái thời gian long cung cùng phượng hoàng nhất tộc thiên sứ nhất tộc ân oán là hóa giải không được chung quy vẫn là bạo phát chẳng qua thời gian này điểm thực đặc thù sao trời cự thành trên tường thành một ít cường giả trong miệng lẩm bẩm tấu chương xong chương ba nghìn tám trăm tám mươi ba dư luận lại lần nữa khiêu khích ân long cung hơn mười người đệ tử bị giết sự tình lấy một loại khủng bố tốc độ truyền bá quy thừa tướng nơi đó thực mau được đến này một tin tức Đương hắn nhìn đến này một tin tức lúc sau, thần sắc biến đổi lớn. Hắn lập tức thông tri ám liệt, lấy phản hồn một đêm chi sống lại. Hắn hơi hơi nhíu mày, lập tức đem tin tức này truyền tới vương tiên nơi đó. Ân. Ừ. Cùng lúc đó, ở vào vô hạn sao trời bên cạnh hải dương vị trí, vương tiên bọn họ đang tìm tìm tín ngưỡng vũ trụ chúng thần. Quy thừa tướng đột nhiên phát tới một cái tin tức, làm hắn hơi hơi sửng sốt. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến bên trong nội dung sau, trong mắt chậm rãi lộ ra lạnh băng thần sắc ra được cụ thể tình huống sao? Vương Tiên hướng tới Quy Thừa Tướng mở miệng hỏi. Long Vương, tạm thời không có ra được, căn cứ một ít người chứng kiến lời nói, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả nói chúng ta Long Cung hơn 10 người đệ tử cướp đoạt bọn họ bảo vật, hiện tại ta đã làm ám liệt đi đưa bọn họ sống lại, nhưng là cụ thể tình huống yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đủ biết được. Quy Thừa Tướng hồi phục nói. Khi hảo, mau chóng đem kia hơn 10 người thành viên sống lại, hỏi một chút bọn họ cụ thể tình huống, nếu như là chúng ta long cung bên này trách nhiệm, vậy chính chúng ta gánh vác, nhưng là nếu là phượng hoàng nhất tộc tìm việc nói. Vương Tiên nói, hơi hơi nheo lại đôi mắt, vậy phái mị long long chủng trực tiếp tập kích phượng hoàng nhất tộc bọn họ thành viên, trước âm thầm xử lý, chờ ta trở về lúc sau, ở quyết định kế tiếp sự tình. Là Long Vương. Quy thừa tướng lập tức đáp. Tiểu Tiên, làm sao vậy? Một bên vị trí, Lam Thanh Nguyệt mở miệng hỏi. Có hơn 10 người Long Cung đệ tử bị Phượng Hoàng nhất tộc ở trước công chúng chém giết, Cụ thể tình huống vẫn chưa biết được, nếu như là Phượng hoàng nhất tộc bên kia tìm việc, ha ha, kia lúc này đây liền đưa bọn họ ở sao trời vũ trụ sở hữu cường giả đệ tử, cùng với phụ thuộc chủng tộc toàn bộ tiêu diệt. Vương Tiên đầy mặt lạnh lạnh nói. Hắn là một cái giảng đạo lý người, Long cung cũng là một cái giảng đạo lý thế lực. Nếu như thật là Long cung đệ tử ác ý cướp đoạt bọn họ bảo vật, như vậy cái này trách nhiệm Long cung chính mình gánh vác. Nhưng nếu là Phượng hoàng nhất tộc khiêu khích, vậy khai chiến đi. Hắn yên lặng mấy ngàn vạn năm thật cho rằng phải bị các ngươi đuổi theo sao? Phượng hoàng nhất tộc sao? Lam Thanh Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, đã từng thần long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ còn xem như không tồi, không nghĩ tới đã từng đỉnh thần long nhất tộc ngã xuống lúc sau, bọn họ thế nhưng làm ra như thế sự tình. Không biết. Vương Tiên lắc lắc đầu, nhưng là hiện tại, nếu như có người dám trêu chọc chúng ta, chúng ta định làm chi trả giá thảm thiết đại giới, hiện tại đi trước tiêu diệt này tính ngưỡng vũ trụ chúng thần lại nói. Vương Tiên nói, tiếp tục tiếp tục hướng tới phía trước bay đi tại đây một mảnh khu vực muốn đụng tới tín ngưỡng vũ trụ chúng thần hoàn toàn là dựa vào vận khí nhưng là cái này phạm vi rốt cuộc hữu hạn vẫn là có cực đại mà khả năng đụng tới khả năng muốn ngày mai khả năng muốn một năm lúc sau có chút xem vận khí thành phần liền ở vương tiên tiếp tục tìm kiếm tín ngưỡng vũ trụ chúng thần thời điểm ở vào chính nguyên vũ trụ thông tin thạch bàn nội ở vào sao trời cự bên trong thành về một việc này khiến cho thật lớn vô cùng oanh động nhưng mà ở một chúng thế lực nghị luận thời điểm lại cảm thấy phi thường kinh dị bởi vì Long Cung bên này trước mắt không có chút nào phản ứng. Không có phát biểu bất luận cái gì thanh minh. Giống như không có phát sinh giống nhau. Này lệnh sở hữu đỉnh chủng tộc cùng với mặt khác cao cấp chủng tộc cường giả các đệ tử cảm thấy phi thường kinh dị. Này có chút không phù hợp Long Cung làm việc phong cách. Thời gian trôi qua hai ngày, Long Cung nơi đó như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, dường như thật sự đương chuyện này không có phát sinh giống nhau. Ân. Ừ. Long Cung nơi đó thế nhưng không có phản ứng, thật là kỳ quái, bất quá khả năng này cũng bình thường, rốt cuộc chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã không phải vừa mới bước vào sao trời vũ trụ Phượng Hoàng nhất tộc, kia Long cung Long Vương bọn họ sức chiến đấu, nhiều nhất chúa tể cửu giai chi cảnh, chúng ta đã đủ để chống lại, nhưng là ở mặt khác cấp bậc cường giả nơi đó, Long cung liền kém xa lắc. Thật muốn muốn lại lần nữa bùng nổ chiến tranh, Long cung tuyệt đối sẽ bị chúng ta nghiền áp, hiện tại Long cung cúi đầu không ra tiếng, là đối với bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, ở vào sao trời cự bên trong thành một chỗ, Phượng Hoàng nhất tộc vài tên chúa tể thất giai chi cảnh cường giả cười nói chuyện với nhau nhưng là chúng ta cũng không thể liền như vậy tính, chấp sự đại nhân bên kia chính là có mệnh lệnh. Tính ngưỡng vũ trụ đại quân không biết khi nào liền sẽ công kích lại đây, tạm thời trước đừng săn giết long cung đệ tử, trước tiến hành một ít dư luận đi. Một người chúa tể thất giai chi cảnh Phượng Hoàng mở miệng nói. Còn lại vài tên Phượng Hoàng gật gật đầu. Long cung bên kia sở dĩ không có phóng lời nói, là bởi vì Long cung biết, hiện tại chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ trêu chọc không dậy nổi, ngay lúc đó thời điểm làm Long cung Long Vương chiếm cứ tiên cơ, Long cung bọn họ mới dám đối chúng ta như thế kiêu ngạo, hiện tại chúng ta phượng hoàng nhất tộc ở đỉnh sức chiến đấu phương diện đã đuổi theo, hiện tại Long cung, đối với chúng ta tới nói, lại tính cái gì? Chúng ta phượng hoàng nhất tộc giết Long cung hơn 10 người cường giả lại như thế nào? Thật đúng là cho rằng thượng một lần chúng ta kế hoãn binh, chính là thật sự sợ kia Long cung. Sợ kia Long vương. Chúng ta phượng hoàng nhất tộc giết Long cung mười mấy đệ tử, Long cung dám phóng một cái thế sao? Đột nhiên, ở thông tin thạch bàn nội, xuất hiện không ít loại này tin tức này tin tức vừa ra lập tức khiến cho không nhỏ chấn động ta đi không phải đâu phượng hoàng nhất tộc mạnh như vậy không sợ long cung long vương trả thù này giống như thật là phượng hoàng nhất tộc cường giả nói trong đó một cái tài khoản xác thật là phượng hoàng nhất tộc tuyệt đối là phượng hoàng nhất tộc nha nói cách khác ai còn dám giả mạo phượng hoàng nhất tộc cường giả sao sở hữu nhìn đến thông tin thạch bàn nội tin tức này cường giả các đệ tử một đám đầy mặt khiếp sợ nghị luận nga có ý tứ thiên sứ nhất tộc nơi đó thiên sứ nhất tộc cường giả cùng các đệ tử nhìn đến thông tin thạch bàn nội mấy tin tức này khóe miệng hơi hơi nhếch lên bọn họ cũng lập tức ở thông tin thạch bàn bắt đầu phát ra một ít tin tức đừng nhìn trước kia thời điểm long cung tương đối cường đại nhưng khi đó toàn dựa vào long cung cổ thần nuôi côn chủ nếu như không có cổ thần nuôi côn chủ chúng ta thiên sứ nhất tộc sẽ sợ bọn họ nhưng là hiện tại mấy ngàn vạn năm qua đi lấy chúng ta thiên sứ nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc nội tình đã hoàn toàn không yếu kia cổ thần nuôi côn chủ hoàn toàn không sợ Long cung, trừ bỏ cổ thần nuôi côn chủ ở ngoài, mặt khác đều là rác rưởi, đặc biệt là chúa tể cấp bậc cường giả nơi đó, càng là cùng mặt khác đỉnh chủng tộc không thể đủ so, mặt khác còn có, này vài lần vô luận là đối với tín ngưỡng vũ trụ phản kích, vẫn là thành lập chính nguyên vũ trụ chiến đội, Long cung đều không có tham dự, một là Long cung thực lực tương đối nhược, nhị là bọn họ xác thật thực rác rưởi. Này vài lần chúng ta chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ đại chiến, Long cung vẫn luôn đều không có tham gia, như vậy Long cung, tính cái gì chính nguyên vũ trụ đỉnh chủng tộc, Tấu chương xong. Chương 3884, đại chiến bắt đầu thường. Đột nhiên một đám dư luận ở thông tin Thạch Bàn Nội bạo lên. Phượng Hoàng nhất tộc cường giả ở thông tin Thạch Bàn Nội phát biểu tin tức, hư hư thực thực thiên sứ nhất tộc ở thông tin Thạch Bàn Nội phát biểu tin tức, có thể nói là khiến cho thật lớn quan động. Này, thiên sứ nhất tộc bên kia cũng tham dự lại đây, đây là tình huống như thế nào, bọn họ muốn lại lần nữa cùng Long cung khai chiến sao? Cái này thật đúng là rất có khả năng a rốt cuộc thượng một lần long cung giết thiên sứ nhất tộc bọn họ rất nhiều cường giả đệ tử, thù này không phải dễ dàng như vậy hiểu biết. Thiên sứ nhất tộc bên kia nói nhưng thật ra có chút đạo lý, này vài lần chúng ta chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ đại chiến, long cung cường giả các đệ tử đều không có tham dự, không biết là tình huống như thế nào. Thật là long cung thực lực tương đối nhược. Ta xem long cung có rất nhiều chúa tể chi cảnh cường giả A, bất quá giống như long cung cường giả đều là chúa tể nhất gia nhị gia chi cảnh, tam giai trở lên đều phi thường thiếu, thậm chí ta đều không có gặp qua, Mặc kệ nói như thế nào, này vài lần đại chiến, Long Cung Long Vương bọn họ không có tham dự, xác thật có chút không đạo nghĩa, hiện tại đây chính là chúng ta chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ hai cái vũ trụ đại chiến, mặt khác sở hữu đỉnh chủng tộc đều tham dự tiến vào, Long Cung không tham dự, có chút không thể nào nói nổi. Ở chúng ta chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ đại chiến thượng, Long Cung làm không đúng, rốt cuộc lượng kiếp đã đến thời điểm, khi chính là vũ trụ chi gian đại chiến, chúng ta chính nguyên vũ trụ không đoàn kết nói, có khả năng là bị hủy diệt. Thông tin thạch bàn nội một đám chủng tộc cường giả các đệ tử nghị luận có thiên sứ nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đệ tử nhìn đến dư luận lên liền bắt đầu khiển trách khởi long cung không có tham dự đối với tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn đại chiến điểm này xác thật khiến cho sở hữu đỉnh chủng tộc cùng với chính nguyên vũ trụ sở hữu cường giả các đệ tử cộng minh trận này chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ chi gian chiến đấu long cung không có tham dự tiến vào rõ ràng là không đúng này rõ ràng là người nhu nhược cùng tránh né hành vi long cung đệ tử chúng ta phượng hoàng nhất tộc giết lại như thế nào hừ, 13 cái đỉnh chủng tộc trung, Long Cung thực lực tuy rằng yếu nhất, nhưng là ở cùng tính ngưỡng vũ trụ đại chiến trung bọn họ một chút lực đều không ra, thật là người nhu nhược, thật là rác rưởi. Sao trời cự bên trong thành, một cái tử lầu trong đại sảnh, chung quanh có không ít cường giả các đệ tử nghị luận Long Cung sự tình. Bên cạnh vị trí, một người phượng hoàng nhất tộc cường giả đột nhiên mở miệng, đầy mặt khinh thường nói thẳng nói. Hắn nói, lệnh chung quanh một đám người hơi kinh hãi. Này trực tiếp ở nơi công cộng nói ra, rõ ràng là đối với Long Cung kiêu khích A. Trước kia thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì thiên hỏa lão tổ sự tình lệnh rất nhiều chủng tộc cường giả các đệ tử khó chịu, thậm chí sau lưng chửi rủa. Nhưng tại đây một việc thường, bọn họ lại vô pháp nói cái gì. Ít nhất ở chính nguyên vũ trụ cùng tín ngưỡng vũ trụ đại chiến thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc không có giống Long Cung như vậy không tham chiến, trốn đi. Ở điểm này, Phượng Hoàng nhất tộc không đến hắc, ngược lại Long Cung không được. Này dư luận, nhanh chóng quát biến toàn bộ sao trời cự thành. Hiện giờ, sao trời cự bên trong thành tụ tập mấy chục tỷ chính nguyên vũ trụ cường giả đệ tử. Bất luận cái gì một tin tức, đều truyền bá phi thường cực nhanh. Dần dần, cũng có càng nhiều chính nguyên vũ trụ cường giả các đệ tử, thảo luận Long Cung không có tham gia cùng sao trời vũ trụ đại chiến sự tình. Này cũng lệnh, Long Cung thanh danh, đã chịu cực đại mà ảnh hưởng. Những cái đó cùng thiên sứ nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc thân cận phụ thuộc cao cấp chủng tộc, càng là nói thẳng Long Cung là chính nguyên vũ trụ rùa đen rút đầu, không xứng vì chính nguyên vũ trụ đỉnh chủng tộc từ từ linh tinh lời nói, Quy thừa tướng bên kia, tự nhiên cũng được đến tin tức này. Hắn đem bên này sở hữu hết thảy, toàn bộ truyền lại đến vương tiên nơi đó. Xem ra, hẳn là kia phượng hoàng nhất tộc cố ý khiêu khích. Vô hạn sao trời bên cạnh hải dương nội, vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, tràn ngập lành lạnh thần sắc. Nếu như nói trước hai ngày Long Cung đệ tử bị giết sự tình có thể là bởi vì Long Cung đệ tử nguyên nhân. Nhưng hiện tại, đột nhiên bộc phát ra tới dư luận, này rõ ràng là nhằm vào Long Cung. Ha <laughs> ha, nói ta Long Cung không có tham dự đối kháng tín ngưỡng vũ trụ chiến tranh. Vương Tiên ánh mắt lộ ra cười lạnh chi sắc, xem ra, phải nhanh một chút tìm được đám kia tín ngưỡng vũ trụ chúng thần, sau đó trở về, mỗi một cái làm sai người, đều phải trả giá thảm thiết đại giới. Hắn trong miệng lẩm bẩm. Di. Đứng ở một bên vị trí, Lam Thanh Nguyệt đột nhiên kinh nghi một tiếng. Vương Tiên nghe được nàng kinh nghi thanh, ánh mắt nhìn lại. Tiểu Tiên, ta cảm ứng được tín ngưỡng vũ trụ chúng thần hơi thở, bọn họ hẳn là chỉnh hướng tới chúng ta bên này chạy tới. Lam Thanh Nguyệt nhìn về phía Vương Tiên, mở miệng nói. Rốt cuộc muốn đụng phải sao? Vương Tiên nghe được Lam Thanh Nguyệt nói, trên mặt lộ ra vui mừng. Bọn họ tới. Lam Thanh Nguyệt gật gật đầu, hướng tới một phương hướng nhìn lại. Thanh Nguyệt, ngươi trước trốn đi. Vương Tiên cánh tay vung lên, đem Lam Thanh Nguyệt thu vào đến mẫu sào nội. Hắn thân hình vừa động, ngồi xếp bằng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, dường như không có cảm ứng được tín ngưỡng vũ trụ chúng thần giống nhau. Ta cảm ứng được kia Long Vương hơi thở nhưng vào lúc này ở vào vương tiên bên trái vị trí hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần lang thang không có mục tiêu phi hành đột nhiên ở vào trung ương vị trí cái kia trên không huyền phù sao trời mảnh nhỏ thất giai chúng thần ánh mắt một ngưng ánh mắt lộ ra lạnh băng thần sắc mở miệng nói ân xác định sao chung quanh một chúng thất giai chúng thần hơi hơi sửng sốt ánh mắt hướng tới hắn nhìn lại xác nhận nói trăm phần trăm xác định kia long cung long vương hơi thở hóa thành cho ta cũng có thể đủ phân biệt ra tới hắn liền ở phía trước Lúc này đây nhất định phải đem chi tiêu diệt. Tên kia thất giai chúng thần thật mạnh gật gật đầu, hắn trong mắt tràn ngập thù hận ngọn lửa. Thượng một lần thời điểm bị Long cung Long vương đuổi giết, chỉ có hắn một người thông qua bảo vật chạy thoát. Này làm hắn khuất nhục đồng thời, còn tổn thất một kiện bảo mệnh chí bảo. Này làm hắn trong lòng tràn ngập lửa giận, vẫn luôn muốn đem chi chém giết báo thù. Hiện tại, rốt cuộc tiến đến. Đi, lập tức bay qua đi, lúc này đây không thể làm kia Long cung Long vương đào tẩu lúc này đây nhất định phải tiêu diệt kia long cung long vương hai trăm nhiều danh chúng thần thật mạnh gật gật đầu bọn họ thân hình vừa động nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng bay đi liền ở phía trước thấy được trước đem chi tỏa định trụ sao trời thiên trưởng cấm không một chúng thất giai chúng thần bay qua tới lập tức phát hiện ngồi xếp bằng ở nơi đó phía trước vương tiên trong mắt nở rộ ra ánh sáng bảy tên khống chế tinh vực mảnh nhỏ chúng thần không có chút nào do dự lập tức từng luồng năng lượng dũng mãnh vào đến tinh vực mảnh nhỏ nội mà ở một bên vị trí, ba gã thất giai chúng thần bàn tay vừa động, một đám giống như sao trời giống nhau phù văn cầu bay đến trên không. Này phù văn cầu lấy một loại khủng bố tốc độ đi vào vương tiên trên không. Theo sát, một đám chấp tay trước ngực bàn tay, xuất hiện ở trên không. Này chấp tay trước ngực thật lớn bàn tay, phong tỏa một mảnh lĩnh vực. Đây là tín ngưỡng vũ trụ một cái cường đại phong tỏa bảo vật, đủ để vây khốn cửu giai chúng thần. Tấu chương xong. Chương 3885, lại diệt 200 nhiều thất giai chúng thần thượng thiên trưởng cấm không một đám khổng lồ vô cùng bàn tay trống rỗng xuất hiện ở vương tiên chung quanh một đám bàn tay liên tiếp đến cùng nhau kia khủng bố tín ngưỡng chi lực hoàn toàn phong bế vương tiên chung quanh này bàn tay giam cầm một mảnh sao trời vương tiên nhìn đến chung quanh cấm không chi lực nhìn đến phía trước một đám tràn ngập sát ý ánh mắt ánh mắt hơi hơi lập lòe vèo 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 không đợi hắn có bất luận cái gì hành động hơn 200 danh thất giai chúng thần đã bay qua tới bao quanh đem vương tiên vây quanh trung ương vị trí khi tám gã khống chế tinh vực mảnh nhỏ thất giai chúng thần nhìn đến vương tiên không có chút nào tránh né từng viên sao trời từ tinh vực mảnh nhỏ nội bay ra tới đồng dạng đem chi bao quanh vây quanh song trọng phong tỏa ha 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 long cung long vương ta xem ngươi lúc này đây còn trốn hướng nơi nào ta muốn xem ngươi lúc này đây còn như thế nào trốn tên kia duy nhất sống sót thất giai chúng thần bay qua tới nhìn chằm chằm bị phong tỏa ở trung ương vương tiên trên mặt lộ ra giữ tận thần sắc hắn ánh mắt có chút hưng phấn mà điên cuồng hét lên vương tiên nhìn hắn ánh mắt quét quét chung quanh hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần các ngươi tính ngưỡng vũ trụ thật đúng là để mắt ta a à, lúc này đây thế nhưng phái tới hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần ha hả trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt nói lúc này ngươi còn có thể đủ cười được long cung long vương ngươi này đây cho chúng ta thật sự bắt ngươi không có bất luận cái gì biện pháp sao ta nói cho ngươi chỉ cần có thể đem ngươi làm thịt chúng ta liền có thể đem ngươi thi thể mang về đến lúc đó chúng ta tính ngưỡng vũ trụ cường giả nhóm đối với ngươi tiến hành tín ngưỡng đuổi giết cho dù là ngươi có được sống lại chí bảo, chúng ta cũng có thể đủ đem ngươi làm thịt. Tên kia thất giai chúng thần đầy mặt lành lạnh nói. Này mấy ngàn vạn năm thời gian đuổi giết cùng đào vong, cũng làm bọn hắn đối với vương tiên thực lực có một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Long cung long vương thực lực, ở bọn họ xem ra nhiều nhất là chúa tể thất giai chi cảnh tồn tại. Toàn bộ đều là dựa vào bảo vật, bộc phát ra so sánh cửu giai chúng thần thực lực. Nhưng là vương tiên sở hữu ác chủ bài, bọn họ đã phi thường rõ ràng. Này mấy ngàn vạn trong năm, vương tiên bị phong tỏa ở chỗ này không có khả năng có bất luận cái gì tăng lên như vậy này cũng đại biểu cho thực lực của hắn không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi ở như thế dưới tình huống hắn có trăm phần trăm nắm chắc đem chi tiêu diệt ha hả chỉ bằng các ngươi tính ngưỡng vũ trụ một đám gia hỏa còn muốn giết ta vương tiên nhìn chằm chằm hắn cười lạnh một tiếng các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta bị các ngươi phát hiện đi ân vương tiên những lời này lệnh tính ngưỡng vũ trụ một chúng thất giai chúng thần hơi hơi sửng sốt chậm rãi nheo lại đôi mắt, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Kia Long Vương, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta đi. Ha ha, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì ngăn cản chúng ta tín ngưỡng vũ trụ tinh vực mảnh nhỏ. Không cần cùng hắn vô nghĩa, trước đêm này Long Cung Long Vương tiêu diệt. Tên kia thất giai chúng thần hét lớn một tiếng. Giết hắn. Dám giết chúng ta tín ngưỡng vũ trụ cường giả, hôm nay chính là ngươi Long Cung Long Vương ngày chết. Long Cung Long Vương, có thể chết ở chúng ta trong tay, cũng là ngươi vinh hạnh. Hơn 200 danh chúng thần nhìn chầm chầm vương tiên, lạnh lùng nói, trên người khí thế bắt đầu bò lên. Ô ô ô! Ô ô ô! Vương tiên nghe được bọn họ nói, trên mặt lộ ra mỉm cười, cánh tay hắn vung lên, Lam Thanh Nguyệt xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Lam Thanh Nguyệt đứng ở nơi đó, nhàn nhạt cười cười. Trong nháy mắt, ở vào bọn họ phía sau, xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng hắc động, hắc động nội, tiểu Lam thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Phá, Lam Thanh Nguyệt cũng không có chút nào do dự, cánh tay vung lên, đồng dạng ngưng tụ ra một đám khủng bố đến cực điểm màu xám bàn tay. Màu xám bàn tay hướng tới ngày đó trưởng cấm không công kích mà đi. Tiểu Lam, đừng làm bọn họ đào tẩu, một cái không lưu, toàn bộ tiêu diệt. Vương Tiên lập tức hét lớn một tiếng, chung quanh Thái Cực Long bàn bắt đầu xoay tròn, ngũ hành đại ma cũng huyền phù với đỉnh đầu vị trí. Linh hồn chiến hạm, linh hồn trường mâu, đồng dạng xuất hiện. Bốn cái minh quỷ phân thân, xuất hiện tại tả hữu vị trí. Trong nháy mắt, vương tiên cơ hồ bộc phát ra sở hữu ác chủ bài ầm 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 lúc này lam thanh nguyệt công kích cùng ngày đó trưởng cấm không va chạm ở bên nhau khủng bố lực công kích lệnh thiên trưởng cấm trống không kia một đám thật lớn tính ngưỡng bàn tay nhanh chóng hỏng mất hiện giờ lam thanh nguyệt ở tiểu lam đột phá phụng dưỡng ngược lại sau thực lực đã đạt tới chúa tể thất giai chi cảnh đã không có sao trời vũ trụ áp chế hắn có thể bộc phát ra chúa tể đỉnh thực lực cũng chính là so sánh đỉnh lực lượng của chúng thần thiên trưởng cấm không bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Hơn nữa, khi một đám xám xịt bàn tay, tiếp tục hướng tới tinh vực mảnh nhỏ sở phóng thích sao trời, tập kích mà đi. Từng viên sao trời, ở xám xịt bàn tay công kích dưới, cũng là chậm rãi bắt đầu hỏng mất. Mà Lam Thanh Nguyệt phóng xuất ra tới xám xịt bàn tay, đồng dạng chậm rãi bắt đầu rồi hỏng mất. Một kích, phá rớt sở hữu thất giai chúng thần phong tỏa. Cái gì? Đột nhiên chuyển biến, đột nhiên xuất hiện Lam Thanh Nguyệt, đột nhiên khủng bố công kích lệnh sở hữu thất gia chúng thần thân hình cứng đờ, đồng tử chậm rãi bắt đầu phóng đại. Này này! Tên kia thất gia chúng thần thấy như vậy một màn, đều có chút ngốc. Sao có thể? Này Long Cung Long Vương bên cạnh, trực tiếp xuất hiện một cái thất gia chi cảnh sao trời cự thú, cùng với một người so sánh bọn họ đỉnh chúng thần nhân loại. Này! Ô ô ô! Ở bọn họ ngây người nháy mắt, Tiểu Lam nghe theo vương tiên mệnh lệnh, ánh mắt nhìn chầm chầm kia khống chế giả tám tinh vực mảnh nhỏ thất gia chúng thần tập kích mà đi hắn khổng lồ vô cùng thân hình, gần một cái lắc lư, liền nháy mắt đi vào bọn họ trước người. Hai bên chi gian, khoảng cách vốn là rất gần rất gần. chung quanh, vây quanh vương tiên bọn họ hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần, giờ khắc này cảm thấy giống như là hư không sụp đổ, hướng tới bọn họ đè ép mà đến. Một cổ hít thở không thông hơi thở vọt tới. Như thế nào sẽ là như thế này? Một người thất giai chúng thần nhịn không được điên cuồng hét lên nói. Đáng chết, ngăn cản. Trong tinh vực tử tinh khi tám gã khống chế tinh vực mảnh nhỏ thất giai chúng thần cũng là sắc mặt cuồng biến đem từng luồng tín ngưỡng chi lực dũng mảnh vào tinh vực mảnh nhỏ nội một viên thoạt nhìn khổng lồ trầm trọng vô cùng sao trời từ tinh vực mảnh nhỏ nội bay ra tới hướng tới tiểu lam nên đi ô ô tiểu lam gầm nhẹ một tiếng không có chút nào sợ hãi bay thẳng đến kia sao nơ trân va chạm mà đi oanh giống như tinh cầu vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau kia cổ kinh cũng đến cực điểm lực đánh vào hướng tới chung quanh dũng đi sao nơi trân xuất hiện từng đạo vết rách tiểu lam trên người cũng không có cái gì thương thế ông 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 chung quanh vị trí kia hai trăm nhiều danh chúng thần tại đây của bàn bạc lực lượng dưới nhịn không được hướng tới bốn phía bay ngược mà đi hải đường cá lớn lam thanh nguyệt ánh mắt quét về phía chung quanh một người danh thất giai chúng thần ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thần sắc nàng thân hình chấn động ở nàng chung quanh từng con xám xịt năng lượng ngưng tụ mà thành du ngư xuất hiện bay thẳng đến kia hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần tập kích mà đi tấu chương xong chương 3886, 3880 lại diệt 200 nhiều thất giai chúng thần trung. Không tốt. Đáng chết, chúng ta này chúng ta không phải bọn họ đối thủ, bọn họ như thế nào đột nhiên sẽ như thế khủng bố, tại sao lại như vậy? Đường hơn 200 danh thất giai chúng thần, ở Tiểu Lam cùng tinh vực mảnh nhỏ công kích va chạm dư ba hạ lui về phía sau bay ngược thời điểm. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ lại nhìn đến kia cổ thần nuôi côn chủ công kích hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Cổ thần nuôi côn chủ, bọn họ biết. Long cung Long Vương, bọn họ biết sở hữu hết thảy bọn họ cũng đều biết thậm chí bọn họ cũng biết cổ thần nuôi côn chủ ba cái côn thực lực đồng dạng phi thường khủng bố nhưng cái này khủng bố gần là so sánh chúa tể lục giai chi cảnh sao trời cự thú thôi bọn họ còn có thể đủ đối kháng thậm chí đánh chết nhưng hiện tại hết thảy đều ra ngoài bọn họ dự kiến cổ thần nuôi côn chủ cùng một con côn đột nhiên đột phá đột phá là dễ dàng như vậy sao nếu là dễ dàng như vậy nói bọn họ lấy tín ngưỡng chi lực thu phục chúa tể lục giai chi cảnh sao trời cự thú cũng bị bọn họ đào tạo thành chúa tể thất giai chi cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá từ đệ nhất chỉ chúa tể lục giai chi cảnh cung bị bọn họ tín ngưỡng vũ trụ một ít cung thu phục này đó cung cũng không phải không nghĩ lệnh chi đột phá nhưng này nhưng không có dễ dàng như vậy đặc biệt là hai bên tu luyện hệ thống bất đồng cho dù là bọn họ cũng có một ít sao trời cự thú có thể hấp thu năng lượng nhưng cũng không phải nói đột phá là có thể đủ đột phá đến nay lục giai đột phá đến thất giai ít nhất yêu cầu cái thượng trăm triệu năm thậm chí chính nguyên vũ trụ cũng là như thế ký lục chung còn không có cường giả nói gần dùng mấy ngàn vạn năm thời gian liền từ lục giai đột phá đến thất giai nhưng mà kia cổ thần nuôi côn chủ lại đột phá này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến cảm thụ được hướng tới bọn họ tập kích mà đến chúng thần đỉnh lực lượng hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần lộ ra kinh sợ thần sắc này nhất chiêu có thể đưa bọn họ mọi người toàn bộ giết chết chênh lệch quá lớn bọn họ gần là thất giai chi cảnh, cùng đỉnh chúng thần, còn có cực đại mà trên lệch. Cho dù là những cái đó có được chí bảo, cũng ngăn cản không được. Hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần, đến từ chính hai cái cung lực lượng. Mỗi một cái cung có được một cái có thể so sánh cửu giai lực lượng của chúng thần. Thêm ở bên nhau hai cái cửu giai chúng thần, khoảng cách đỉnh chúng thần, như cũ có cực đại trên lệch. Cứu chúng ta! Mau mau, cứu chúng ta! hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần đầy mặt hoảng sợ hướng tới kia tám gã thao tác tinh vực mảnh nhỏ thất giai chúng thần quát ngân hà bảo hộ kia tám gã thất giai chúng thần thấy như vậy một màn sắc mặt vô cùng nan kham bọn họ cắn chặt răng lại lần nữa rót vào một cổ khổng lồ năng lượng một mặt ngân hà xuất hiện ở chung quanh bay thẳng đến bọn họ thổi quét mà đi ngân hà đem hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần toàn bộ bao trùm trong đó mau bay qua tới tám gã thất giai chúng thần theo sát lớn tiếng quát ầm 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 hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần lập tức hồng con mắt hướng tới tám gã thất giai chúng thần chỗ bay đi nhưng là lam thanh nguyệt công kích dừng ở ngân hà bảo hộ mặt trên đều là so sánh đỉnh chúng thần công kích toàn bộ ngân hà bảo hộ kịch liệt trung rẩy ở vào trung ương hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần một đám nhịn không được phun ra mồm to máu tươi ha hả hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát đâu phương tiên cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía lam thanh nguyệt thanh nguyệt ngươi cùng tiểu lam bọn họ áp chế kia tám gia hỏa còn lại giao cho ta cùng tiểu trạch tiểu bạch bọn họ. Tốt. Lam Thanh Nguyệt cực cực đầu, dây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện ở tiểu Lam trên người. Ô ô ô. Tiểu Lam còn lại là bay thẳng đến kia tinh vực mảnh nhỏ va chạm mà đi. Khi khủng bố vô cùng lực lượng, hoàn toàn không khiếp tinh vực mảnh nhỏ. Tinh vực mảnh nhỏ rất cường đại, nhưng là thao tác gần là thất giai chúng thần thôi. Nếu như là cấp bậc cao chúng thần, còn có thể đủ bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Nhưng bọn hắn vẫn là quá yếu lam thanh nguyệt đứng ở tiểu lam trên người cánh tay vung lên chung quanh nháy mắt biến thành màu xám hải dương màu xám hải dương tiểu lam đặt mình trong trong đó lệnh này uy thế càng thêm khủng bố cùng cuồn cuộn không xong bọn họ liên thủ chúng ta căn bản không phải đối thủ chúng ta mượn dùng tinh vực mảnh nhỏ lực lượng nhiều nhất chỉ có thể đủ đối kháng một người đỉnh sao trời cự thú bọn họ đã tương đương với hai gã đáng chết như thế nào sẽ là loại kết quả này này long cung bọn họ như thế nào sẽ như thế chi cường a có chút kinh sợ thanh âm từ tám gã thất giai chúng thần trong miệng truyền ra, bọn họ nhìn đến mang theo vô địch chi thế tiểu lam cùng lam thanh nguyệt, trái tim kịch liệt nhảy nhảy. Nhưng lúc này, bọn họ đã không thể đủ tránh né, cắn răng, liều mạng mà bắt đầu ngăn cản. Phía sau vị trí, vương tiên còn lại là cánh tay vung lên, vũ hành đại ma bay thẳng đến 200 nhiều danh thất giai chúng thần tập kích mà đi. Đồng thời, thái cực long bàn hóa thành quan ám thần long, đồng dạng từ chính mình chung quanh bay ra đi, hướng tới bọn họ công kích mà đi hắn đứng ở linh hồn chiến hạm mặt trên, tay cầm linh hồn trường mâu, trực tiếp tung ra đi. Vèo vèo vèo. Hai căn linh hồn trường mâu, từng cây bị tung ra đi. Ô ô. Ô ô. Tiểu trạch tiểu bạch bọn họ đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, hướng tới một khác bên một chúng thất giai chúng thần tập kích mà đi. Lúc trước thời điểm, Vương Tiên cùng Lam Thanh Nguyệt bọn họ liên thủ, có thể đối phó 10 cái cung quân đoàn. Mà hiện tại, bọn họ gần đối phó hai cái cung lực lượng. Hoàn toàn là nghiền ác tính thậm chí chỉ cần ngũ hành đại ma một cái, liền có thể đưa bọn họ áp chế. Càng đừng nói, hiện tại bọn họ là hai ba lần thái cực long bàn lực lượng. Khi Long Cung Long Vương công kích đã đến. Ngăn cản không được, Long Cung Long Vương thực lực cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Xong rồi xong rồi, hoàn toàn xong rồi, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hai cái cung thất giai chúng thần nhìn đến vương tiên giết qua tới, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này như thế nào cũng không thể tưởng được, đối thủ như thế khủng bố. Hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần nhìn đến vương tiên cùng tiểu bạch bọn họ một chúng, đồng thời phát ra mạnh nhất một kích, tiến hành ngăn cản. A a a. Không. Nhưng năng lượng mới vừa va chạm ở bên nhau, liền bắt đầu rồi hỏng mất. Từng luồng khủng bố ngũ hành cùng âm dương chi lực, hướng tới bọn họ trong cơ thể dũng đi, tiêu ma bọn họ sinh cơ. Vương tiên đứng ở linh hồn chiến hạm thượng, bay thẳng đến một người danh thất giai chúng thần va chạm mà đi. Khi từng cây linh hồn trường mâu, cũng là dễ dàng xuyên thấu một người danh thất giai chúng thần thân hình. Một cái linh hồn trường mâu nhẹ nhàng xuyên thấu mười mấy thất giai chúng thần, đem chi nháy mắt hạ gục. Hai cái linh hồn trường mâu, gần 30 danh thất giai chúng thần bị nháy mắt hạ gục. Hoàn toàn nháy mắt hạ gục. Đồng dạng, ngũ hành đại ma cùng thái cực long bàn một vòng công kích dưới, 100 nhiều danh thất giai chúng thần nháy mắt tử vong. Bên cạnh vị trí, tiểu bạch cùng tiểu trạch, đồng dạng nháy mắt chém giết mấy chục cái thất giai chúng thần. Trong nháy mắt, 200 nhiều danh thất giai chúng thần liền biết dư lại ba bốn mươi danh chênh lệch thật lớn chênh lệch này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến đấu tấu chương xong chương ba nghìn tám trăm tám mươi bảy ba nghìn tám trăm tám mươi mốt lại diệt hai trăm nhiều thất giai chúng thần hạ xong rồi còn sót lại ba bốn mươi danh thất giai chúng thần nhìn đến cũng bố long vương bọn họ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc long cung long vương thực lực của bọn họ quả thực thật là đáng sợ không xong tám gã thất giai chúng thần thấy như vậy một màn trên mặt cũng là tràn ngập chấn động cùng với hoảng sợ thần sắc. Hai trăm nhiều danh thất giai chúng thần, hai cái cung đỉnh cấp lực lượng, hiện tại thế nhưng bị Long Cung Long Vương bọn họ một kích đánh tan 80%. Còn sót lại ba bốn mươi danh thất giai chúng thần, cũng căn bản vô pháp đào vong. Căn bản vô pháp ngăn cản. Hai cái cung lực lượng, còn không đủ để cùng Long Cung Long Vương đối kháng. Cái này bọn họ là rõ ràng mà. Mặt khác ba bốn mươi danh thất giai chúng thần, cũng trốn không thoát. Này còn không phải nhất làm bọn hắn sợ hãi nhất làm bọn hắn sợ hãi chính là bọn họ trước người kia khủng bố sao trời cự thú cùng với kia cổ thần nuôi côn chủ hoàn toàn đem tinh vực mảnh nhỏ áp chế lúc này đây chúng ta tín ngưỡng vũ trụ chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng một người thất giai chúng thần nhìn không được thất giọng quát ô ô ô kế tiếp chết đó là các ngươi lúc này tiểu lam gầm nhẹ thanh cùng với lam thanh nguyệt thanh âm ở bọn họ trong tai vang lên chung quanh vị trí kia xám xịt hải dương bay thẳng đến bọn họ đè ép mà đi tinh cầu nổ mạnh tám gã thất giai chúng thần sắc mặt vô cùng khó coi đem đại lượng tín ngưỡng chi lực rót vào đến tinh vực mảnh nhỏ nội bọn họ đôi mắt huyết hồng gầm nhẹ một tiếng ông từ tinh vực mảnh nhỏ nội một cái không ổn định tinh cầu chậm rãi ngưng tụ mà thành tinh cầu dường như tùy thời có thể nổ mạnh có thể bộc phát ra khủng bố bi năng côn nuốt tiểu lam nhìn đến này không ổn định tinh cầu lập tức mở miệng một cái năng lượng ngưng tụ mà thành côn trực tiếp mở ra khủng bố vô cùng miệng hướng tới kia tinh cầu cắn nuốt mà đi ông ầm um, ầm um, ầm um. tinh cầu vừa mới cắn nuốt liền ở bên trong đã xảy ra khủng bố nổ mạnh nhưng là này nổ mạnh gần lệnh ngưng tụ côn trực tiếp tiêu tán chung quanh kia xám xịt hải dương nước biển như cũ hướng tới bọn họ đánh sâu vào mà đi xong rồi chỉ có thể đủ đối kháng một cái chúng ta căn bản đối kháng không được hai cái ta không cam lòng tám gã thất gia chúng thần thấy như vậy một màn có chút tuyệt vọng có chút không cam lòng rít gào nói xôn sao. nhưng là dây tiếp theo từng đạo nước biển đánh sâu vào mà qua, bọn họ thanh âm, nhanh chóng biến mất. Ngăn cản không được. Tinh vực mảnh nhỏ lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể đủ ngăn cản trụ tiểu lam. Lại thêm một cái lam thanh nguyệt, liền hoàn toàn không được. Loại tình huống này dưới, mượn dùng ngoại lực khuyết điểm cũng liền hiện ra. Tám gã thất giai chúng thần, bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Không tốt, tám gã sứ giả bị giết. Một bên vị trí, còn sót lại ba bốn mươi danh thất giai chúng thần nhìn đến bên này tình huống, hoàn toàn tuyệt vọng xuống dưới vèo 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 nhưng là vương tiên nhưng không có chút nào do dự trực tiếp bay đến bọn họ trước người từng đạo năng lượng dừng ở bọn họ thân hình thượng nháy mắt hạ gục lại lần nữa nháy mắt hạ gục không phải một cái lượng kiếp đối kháng vương tiên cánh tay vung lên đem sở hữu thi thể thu lên trên mặt lộ ra mỉm cười tiểu tiên thu phục một bên vị trí lam thanh nguyệt cũng là hơi hơi mỉm cười hướng tới vương tiên nói ân vương tiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía kia tinh vực mảnh nhỏ vị trí tinh vực mảnh nhỏ ở nơi đó huyền phù cũng không có giống lần trước bên kia trực tiếp bay đi hắn thân hình vừa động lập tức bay qua đi một cái năng lượng ngưng tụ mà thành bàn tay hướng tới này chụp tới chạm vào nhưng mà lệnh kia tinh vực mảnh nhỏ lại lần nữa chấn động bay thẳng đến một phương hướng bay đi ân ừ. lam thanh nguyệt nhìn đến cũng là cánh tay vung lên một cổ năng lượng hướng tới kia tinh vực mảnh nhỏ chặn lại mà đi ông 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 lam thanh nguyệt phóng thích năng lượng đối tinh vực mảnh nhỏ tiến hành rồi một ít cách trở. Tinh vực mảnh nhỏ rung rẩy, không có trước tiên tránh thoát rớt. Gì? Có thể ngăn trở. Vương tiên thấy như vậy một màn, trước mắt sáng ngời. Vèo. Nhưng dây tiếp theo, tinh vực mảnh nhỏ tránh thoát khai lam thanh nguyệt phòng ngự, tiếp tục hướng tới một phương hướng bay đi. Xem có thể hay không đem chi cố định trụ. Vương tiên khẽ quát một tiếng, lập tức đi vào tiểu lam thân hình thượng. Ô ô. Ô ô. Tiểu lam gầm nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu truy kích. Lam Thanh Nguyệt cũng lập tức đi theo một bên, hướng tới kia tinh vực mảnh nhỏ truy kích mà đi. Ông ông ông. Ông ông ông. Nhưng mà, liền ở vương tiên bọn họ truy kích sao trời cự thú thời điểm, ở vào sao trời cự thành nơi đó. Liền ở sở hữu chủng tộc cường giả các đệ tử, còn ở nghị luận Long Cung cùng Phượng Hoàng nhất tộc sự tình thời điểm, đột nhiên một cái dùng dập thanh âm truyền đến. Toàn bộ sao trời cự thành cũng là hơi hơi chấn động. Mọi người nháy mắt phát hiện, ở vào toàn bộ sao trời cự thành trên không, hiện lên một cái khổng lồ vô cùng quang minh thiên sứ hư ảnh. Ở vào phía dưới vị trí, bọn họ có thể nhìn đến 10 cái khổng lồ vô cùng huyền vũ hư ảnh hiện lên. Toàn bộ cự thành, từng đạo khủng bố đến cực điểm phòng ngự trận pháp, nháy mắt mở ra. Khắp thiên địa, dường như đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đã xảy ra sự tình gì? Mọi người thấy như vậy một màn, hơi kinh hãi, trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Tính ngưỡng vũ trụ đại quân đột kích, sở hữu chúa tể trở lên cường giả bước lên sao trời cự thành tường thành, đi vào cố định chủng tộc vị trí. Lúc này, một thanh âm vang vọng ở sở hữu trong đầu. Tính ngưỡng vũ trụ đại quân tới. Bọn họ thật sự tới, này đàn đáng chết gia hỏa. Chúng ta toàn bộ sao trời cự thành chuyện tốt đã xảy ra khủng bố vô cùng biến hóa, này trên không quan minh thiên sứ hư ảnh là cái gì? Thật là khủng khiếp bộ dáng, còn có phía dưới huyền vũ hư ảnh, đây là chúng ta sao trời cự thành phòng ngự sao? Sở hữu chủng tộc cường giả các đệ tử nghe được thanh âm này, trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc chúa tể cấp bậc tồn tại lập tức hướng tới tường thành vị trí bay đi mà còn lại một chúng đệ tử cũng là lập tức bay lên theo sát ở phía sau vị trí hướng tới nơi xa nhìn lại ân ừ. như thế nào cái gì đều không có nhìn đến tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn còn chưa tới chúng ta sao trời cự thành tự nhiên trước tiên phát hiện bọn họ đã đến muốn cho chúng ta nhìn đến sao trời cự thành mới có sở phản ứng kia đã chậm một chúng cường giả các đệ tử bay đến trên không nhìn đến sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả nhóm nhìn về phía một phương hướng, cũng là nhất nhất nhìn lại. Bất quá, bọn họ cũng không có nhìn đến cái gì. Tới, tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, tín ngưỡng vũ trụ đến tộc cùng có bao nhiêu cường. Cùng lúc đó, ở vào tường thành mạnh nhất phương vị trí, 13 cái đỉnh chủng tộc cường giả nhóm đứng thẳng ở tường thành trước. Một đám đỉnh chủng tộc cường giả nhóm trong miệng lẩm bẩm. Gần nhất mấy ngàn vạn năm đại chiến, chính nguyên vũ trụ đối với tín ngưỡng vũ trụ lực lượng cũng không có hoàn toàn hiểu biết. Hiện tại tín ngưỡng vũ trụ phái đại quân đã đến, chẳng sợ không có tới trăm phần trăm lực lượng, cũng đã đã đến 90%. Đây là một lần hiểu rõ cơ hội tốt. Tấu chương xong. Chương 3888, nếu không phải Long Vương, đã sớm đem chính nguyên tiêu diệt. Sao trời cự thành trước, sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả nhóm ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm phía trước. Phía sau vị trí, sở hữu đệ tử cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, bọn họ lẳng lặng mà nhìn chầm chầm phía trước vị trí. Chờ đợi tín ngưỡng vũ trụ đại quân đã đến. Trống trống trống. Trống trống trống. Năm phút thời gian trôi qua, cùng với một tiếng rít gào thanh âm, một cái khổng lồ vô cùng quân đoàn xuất hiện ở bọn họ tầm mắt mọi người trung. Khổng lồ quân đoàn lại phân chia vì 20 cái tiểu quân đoàn. Nói là tiểu quân đoàn, nhưng mỗi một cái quân đoàn đều có trăm vạn cường giả đệ tử. Dẫn đầu ánh vào tầm mắt nội, là 10 chỉ khổng lồ vô cùng sao trời cự thành. Chúa tể lục gia chi cảnh sao trời cự thú, ở sao trời vũ trụ đủ để so sánh bọn họ chính nguyên vũ trụ 10 tên chúa tể cửu giai chi cảnh cường giả. Trừ bỏ này bắt mắt 10 chỉ sao trời cự thú, còn có một cái hư ảo bức họa hư ảnh, huyền phù ở nhất trung ương địa phương. Mặt khác, còn có một ít tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành tranh vẽ. Không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa khổng lồ uy năng. Sao trời cự thành mặt trên, sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả nhóm thấy như vậy một màn, thần sắc hơi đổi. Này tín ngưỡng vũ trụ lực lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Ta cho rằng bọn họ nhiều nhất có 16 bảy cái quân đoàn, lại không có nghĩ đến thế nhưng có 21 cái, này. Một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm đồng tử hơi co lại, trong miệng lẩm bẩm. Trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Nhưng thật ra một bên vị trí, quy thừa tướng bọn họ sắc mặt không có chút nào biến ảo. Đối với tín ngưỡng vũ trụ lực lượng, không có cái nào thế lực so Long Cung muốn càng thêm rõ ràng. Thậm chí, vì đối phó Long Vương, tín ngưỡng vũ trụ đã phái mạnh nhất lực lượng một cái thiên nguyên tạo hóa mảnh nhỏ. Này này tính ngưỡng vũ trụ uy thế thật là khủng khiếp, nghe nói tính ngưỡng vũ trụ thế lực chia làm 24 cung, này một đám quân đoàn lực lượng, phân biệt đại biểu cho một đám cung sao. Như thế nào sẽ như thế chi cường? Các ngươi xem, những cái đó quân đoàn phía trước, nếu không có chúa tể lục giai chi cảnh sao trời cự thú lực lượng, hoặc là là có được có thể đối kháng chúa tể lục giai chi cảnh sao trời tự thú lực lượng, đây là tính ngưỡng vũ trụ thực lực sao? Ta thiên, các ngươi xem bọn họ mỗi một cái quân đoàn bên trong, khi đủ để so sánh chúng ta chúa tể thất giai chi cảnh cường giả số lượng, mỗi một cái quân đoàn đều có hơn 100, sao có thể? Còn có, còn có kia mỗi một cái quân đoàn, đều có 7-8 vạn danh cái loại này làm ta cảm thấy hít thở không thông hơi thở cường giả, bọn họ hẳn là đều là chúng thần cấp bậc tồn tại. Thực lực của bọn họ này cũng quá cường đi. Cảm giác so với chúng ta chính nguyên vũ trụ cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Vô cùng khiếp sợ thanh âm từ phía sau vị trí truyền đến. Chính nguyên vũ trụ chúa tể dưới các đệ tử, tham dự đến trận này đại chiến không phải rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn là từ nghe các loại mệnh lệnh, hoặc là lui lại nơi này, hoặc là rời đi nơi này. Phần lớn không có kiến thức đến tín ngưỡng vũ trụ cường đại quân đoàn. Hiện tại nhìn đến này tín ngưỡng vũ trụ lực lượng, một đám chấn động vô cùng. Giống như chúng ta chính nguyên vũ trụ ở tường thành trước lực lượng, nhiều nhất chỉ có tín ngưỡng vũ trụ một chúng cường giả lực lượng một nửa, đây chính là gần 200 vạn danh so sánh chúa tể chi cảnh tồn tại A. Một ít tôn giả đỉnh đệ tử tiến hành rồi một chút đối lập, trên mặt tràn ngập chấn động. Tính ngưỡng vũ trụ quân đoàn cường giả số lượng, vượt qua bọn họ đoán trước. Cũng vượt quá chính nguyên vũ trụ một chúng đỉnh chủng tộc cường giả số lượng. Đúng vậy, mỗi một cái tiểu quân đoàn đều ít nhất có 7-8 vạn danh, mà chúng ta nơi này đâu. Long cung bên kia, thậm chí chỉ tới mấy ngàn danh chúa tể chi cảnh cường giả, đại bộ phận còn đều là chúa tể tam gia dưới. Như vậy xem ra, chúng ta cùng này tín ngưỡng vũ trụ trên lệch, thật lớn. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực, trong miệng lẩm bẩm nói tính ngưỡng vũ trụ thực lực, xác thật vượt qua chúng ta đoán trước. vô tộc bên kia, một người chúa tể thất giai chi cảnh vô sư, nhíu mày nói. Chung quanh, một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, yên lặng gật gật đầu. Một cổ cường đại áp lực vọt tới. Bất quá, bọn họ trên mặt cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Đối với sao trời cự thành, bọn họ vẫn là có được trăm phần trăm tự tin. Ha ha ha, chính nguyên vũ trụ rác rưởi nhóm, hiện tại là muốn dựa vào này một tòa phá thành còn bảo hộ các ngươi chính mình sao? Lúc này, đối diện vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng kiêu ngạo vô cùng thanh âm. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng là thông qua tinh thần dao động, tất cả mọi người có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn những lời này, lệnh chính nguyên vũ trụ sở hữu cường giả các đệ tử, thần sắc trầm xuống. Hừ, tính ngưỡng vũ trụ phế vật, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này lực lượng là có thể đủ phá vỡ chúng ta sao trời cự thành sao? Hôm nay khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Ác ma nhất tộc đại ác ma đầy mặt lạnh lạnh nhìn bọn hắn chầm chầm, thấp giọng quát, ha ha ha, làm chúng ta có đến mà không có về. Chỉ bằng các ngươi chính nguyên vũ trụ một đám phế vật. Tới tới tới, đứng ra, làm chúng ta nhìn xem các ngươi chính nguyên vũ trụ, có bao nhiêu cường giả, lại lấy cái gì cùng chúng ta tính ngưỡng vũ trụ so. Phía trước, tính ngưỡng vũ trụ tên kia, một người thất giai chúng thần cuồng tiếu nói. Tính ngưỡng vũ trụ 21 cái quân đoàn, chậm rãi đi vào sao trời cự thành phía trước vị trí. Bọn họ ngừng ở trong hư không, ánh mắt đảo qua sao trời cự thành thượng sở hữu cường giả các đệ tử, trên mặt tràn ngập trào phúng cùng với khinh thường thần sắc chờ một lát ngươi liền biết chúng ta lấy cái gì cùng các ngươi so thánh nhân một mạch nơi đó một người một thân thư sinh hơi thở lão giả cầm cây quạt đầy mặt lạnh băng đáp lại nói ha ha biết mắt một cái đảo qua đi chính nguyên vũ trụ mới gần điểm này cường giả sao thật là rác rưởi a à, ta xem các ngươi một đám đều là rùa đen rút đầu đúng không có hay không can đảm ra tới cùng chúng ta đánh giá một chút một người thất gia chúng thần trào phúng đáp lại nói nghe nói này sao trời cự thành là chính nguyên vũ trụ tiêu hao đại lượng bảo vật chế tạo mà thành dùng để bảo mệnh ha ha chỉ dám co đầu rút cổ ở bên trong này bọn họ sao có thể dám cùng ta nhóm tín ngưỡng vũ trụ ra tới chiến đấu này liếc mắt một cái đảo qua đi này chính nguyên vũ trụ thực lực quả thực vô pháp cùng chúng ta tín ngưỡng vũ trụ so này nếu là chân chính lượng kiếp đã đến nho nhỏ chính nguyên vũ trụ sở hữu sinh linh đều phải trở thành chúng ta tín đồ phủ phục ở chúng ta dưới chân ca tụng chúng ta vĩ đại ha 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 kia cũng không phải là ta còn tưởng rằng chính nguyên vũ trụ có bao nhiêu cường đâu, hiện tại vừa thấy, chật chật chật, rác rưởi a. À. Một đám 24 cung quân đoàn thất giai chúng thần nhóm, đánh giá toàn bộ sao trời cự thành, đầy mặt trào phúng nói. Bọn họ trên mặt tràn ngập ngạo nghễ cùng kinh thường. Một đám kiêu ngạo lời nói truyền tới sao trời cự bên trong thành, này lệnh sở hữu chính nguyên vũ trụ cường giả các đệ tử trên mặt dị thường nan tham, Nhưng là, bọn họ lại không có gì có thể phản bác. Không dựa vào sao trời cự thành, bọn họ xác thật không phải này tính ngưỡng vũ trụ quân đoàn đối thủ thực lực của bọn họ, lệnh chính nguyên vũ trụ cường giả các đệ tử, cảm thấy không thể địch nổi. Không có sao trời cự thành dưới tình huống, bọn họ chỉ sợ phải đào vong. Tấu chương xong. Chương 3889, nếu không phải Long Vương, đã sớm đem chính nguyên tiêu diệt. Này đàn đáng chết gia hỏa, cũng quá kiêu ngạo. Là nha, tính ngưỡng vũ trụ này đang rác rưởi quá cuồng vọng, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá thảm thiết đại giới. Chính nguyên vũ trụ nơi đó, sở hữu cường giả các đệ tử nghe được bọn họ kiêu ngạo khiêu khích nói, sắc mặt đều phi thường nan kham. Nhưng bọn hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Thậm chí liền phản bác lên tự tin, đều có chút không đủ. Một bên vị trí, quy thừa tướng bọn họ nghe được tín ngưỡng vũ trụ chúng thần nói, hơi hơi nhướng nhướng mày. Tín ngưỡng vũ trụ chúng thần, các ngươi không cần quá cuồng vọng. Quy thừa tướng ánh mắt hơi hơi lập lòe, trầm ngâm một chút nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, cuồng vọng, chúng ta cuồng vọng các ngươi lại có thể nại chúng ta như thế nào? có can đảm các ngươi ra tới cùng chúng ta đánh giá một chút, ha ha ha, có phải hay không không dám, bất quá các ngươi yên tâm, cho dù là các ngươi ngốc tại này thành trì nội, chúng ta cũng sẽ đem các ngươi toàn bộ làm thịt, một cái không lưu. Một người thất giai chúng thần nghe được quy thừa tướng nói, trên mặt tràn ngập kinh thường thần sắc, lạnh lùng nói. Các ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng là muốn phá rớt sao trời cự thành phòng ngự, vẫn là không đủ, trận này đại chiến, ai thua ai thắng còn khó mà nói. Quy thừa tướng nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi lại là thứ gì? Các cao tương đương với chúng ta tam giai chúng thần cảnh giới, còn dám cùng chúng ta đối thoại, chẳng lẽ các ngươi chính nguyên vũ trụ rắc rưỡi đến yêu cầu một cái tam giai chi cảnh đồ vật tới lên tiếng sao? Ha ha ha! Tính ngưỡng vũ trụ quân đoàn vị trí, một người thất giai chúng thần nhìn chầm chầm quy thừa tướng, đầy mặt khinh thường nói, ánh mắt nhìn quét 13 cái đỉnh chủng tộc sở hữu cường giả đệ tử, trước kia nghe nói chính nguyên vũ trụ thực lực không yếu, hiện tại xem ra, bất quá như vậy, lượng kiếp đã đến lúc sau, chúng ta tính ngưỡng vũ trụ cái thứ nhất việc chính là các ngươi. Ha ha! ta xác thật không có tư cách cùng các ngươi đối thoại, nhưng ta Long Cung có tư cách là được. Quy thừa tướng nhìn bọn hắn chầm chầm, nhàn nhạt đáp lại nói. Các ngươi Long Cung vẫn là quá yếu, liền trước mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, Quy thừa tướng nói âm vừa ra, một bên vị trí, Phượng Hoàng nhất tộc một người chúa tể thất giai chi cảnh cường giả đột nhiên mở miệng nói một câu. Ha ha! Thiên sứ nhất tộc cường giả một ít cường giả cũng là cười lạnh một tiếng, liếc quy thừa tướng bọn họ liếc mắt một cái. Phượng hoàng nhất tộc tên kia cường giả nói tuy rằng không lớn, tuy rằng nói thỉnh phía trước vị trí, một chúng tín ngưỡng vũ trụ cường giả nghe không được, nhưng là phía sau vị trí, chính nguyên vũ trụ các đệ tử nhóm đều nghe rành mạch. Bọn họ ánh mắt hơi hơi lập lòe nhìn về phía Long Cung. Giống như xác thật. Long Cung, các ngươi là Long Cung, Long Cung Long Vương thủ hạ. Long Cung Long Vương nơi thế lực, chờ một lát công phá các ngươi thành trì, ta muốn cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà, liền ở chính nguyên vũ trụ một chúng cường giả các đệ tử ánh mắt lập lòe, các có tâm tư thời điểm, phía trước vị trí, truyền đến từng tiếng lạnh băng gầm nhẹ thanh ha hả đúng vậy quy thừa tướng nghe được bọn họ nói khẽ cười một tiếng ân tình huống như thế nào không biết đây là có chuyện gì tín ngưỡng vũ trụ đám kia người giống như phi thường thù hận long vương đột nhiên một màn lệnh chính nguyên vũ trụ sở hữu cường giả các đệ tử hơi kinh hãi long cung các ngươi chính là long cung long vương thủ hạ nha các ngươi long cung long vương đã bị chúng ta tín ngưỡng vũ trụ mệt nhọc ba nghìn nhiều vạn năm ngươi cho rằng các ngươi Long Cung Long Vương có thể chạy thoát, còn có thể đủ sống sót. Long Cung Long Vương muốn chết, các ngươi Long Cung sở hữu đệ tử, cũng đều muốn chết. 21 cái quân đoàn một chỗ, một người thất giai chúng thần đầy mặt siêu thù hận nói. Hắn là cung điện trên trời cung một người cường giả, mà hắn có thân nhân, bị vương tiên giết chết. Ha ha, các ngươi tín ngưỡng vũ trụ gom đủ một nửa lực lượng mấy ngàn vạn năm đều không có tiêu diệt chúng ta Long Vương, ngày sau cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tiêu diệt, ngược lại các ngươi tín ngưỡng vũ trụ, phải bị chúng ta Long Vương nhất nhất tiêu diệt. Quy thừa tướng nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng các ngươi Long Vương lúc này đây có thể chạy ra tới, chúng ta tính ngưỡng vũ trụ vận dụng thiên nguyên tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ, ngươi cho rằng các ngươi Long cung Long Vương có thể ngăn cản được trụ, yên tâm đi, tiêu diệt các ngươi, kế tiếp chúng ta sẽ bái kiến một chút các ngươi Long cung Long Vương, lấy đi hắn thủ cấp. Cung điện trên trời cung quân đoàn cách đó không xa, pháp lệnh cung cường giả cũng là đầy mặt sát ý nói. Ha hả. Quy thừa tướng lạnh lẽo cười cười, nói mạnh miệng ai sẽ không, càng nguyên cung chính là các ngươi vết xe đổ. Ngoạ tàu, ngoạ tàu, đây là tình huống như thế nào? Long cung Long Vương bị nhốt 3.000 nhiều vạn năm. Long cung Long Vương thế nhưng làm cả tính ngưỡng vũ trụ một nửa lực lượng tiến hành đối kháng, còn vận dụng thiên nguyên tạo hóa cấp bậc chí bảo mảnh nhỏ, này. Ta thiên, Long cung Long Vương rốt cuộc làm sự tình gì? Không phải đâu, không phải đâu, Long cung tên kia quy thừa tướng cùng tính ngưỡng vũ trụ chúng thần nói chuyện với nhau tin tức này cũng thật là đáng sợ đi, tính ngưỡng vũ trụ vận dụng một nửa lực lượng đối kháng Long Vương, Hiện tại Long Vương đã bị nhốt ba nghìn nhiều vạn năm, vận dụng thiên nguyên tạo hóa mảnh nhỏ, bọn họ cũng chưa có thể đối phó được Long Vương. Này! Long Vương rốt cuộc làm cái gì? Khi càng nguyên cung vết xe đổ lại là cái gì? Giờ khắc này, chính nguyên vũ trụ sở hữu chủng tộc cường giả các đệ tử trừng lớn con mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng với hoảng sợ thần sắc. Bọn họ nghe được cái gì? Ở bọn họ sở hữu cường giả các đệ tử bất tri bất giác thời điểm, Long cung Long Vương lại làm cái gì? thế nhưng có thể làm cả tín ngưỡng vũ trụ như thế phẫn nộ. Thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Càng nguyên cung vết xe đổ, lại là cái gì? Trên tường thành, một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm cũng là nhìn về phía quy thừa tướng, sắc mặt không ngừng mà biến ảo. Long cung Long Vương là rất mạnh, không có Long cung Long Vương, mấy ngàn vạn năm trước, chúng ta tín ngưỡng vũ trụ cũng đã tiêu diệt các ngươi chính nguyên vũ trụ sở hữu phế vật, bất quá, hiện tại chúng ta tiêu diệt cũng không muộn. Đợi cho lượng kiếp tiến đến phía trước, chúng ta sẽ buông xuống các ngươi chính nguyên vũ trụ, hoàn toàn tiêu diệt các ngươi Long cung. Tín ngưỡng vũ trụ trong đại quân ương vị trí, một người thất giai chúng thần đầy mặt lạnh lạnh nói. Nghe thế một câu, chính nguyên vũ trụ sở hữu cường giả các đệ tử lại lần nữa chấn động. Nếu như không có Long Vương, mấy ngàn vạn năm trước liền chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Này, bọn họ sở dĩ không có bị diệt, sở dĩ không có bị xua đuổi ra sao trời vũ trụ, là bởi vì Long cung Long Vương. Bất quá, khi bọn hắn nhìn tín ngưỡng vũ trụ này cường đại quân đoàn cùng lực lượng sao loại này khả năng tính thật đúng là rất lớn. Ít nhất ở lúc ấy bọn họ chính nguyên vũ trụ còn không có này cường đại sao trời cự thành như vậy này mấy ngàn vạn năm qua bọn họ sở dĩ có thể cùng tín ngưỡng vũ trụ đánh có tới có lui là bởi vì Long Cung Long Vương kiềm chế tín ngưỡng vũ trụ một nửa lực lượng, cho nên bọn họ mới có thể đủ cùng tín ngưỡng vũ trụ đối kháng như thế lâu. Nghĩ vậy một chút, mọi người không cấm hít ngược một hơi khí lạnh trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Long Cung, cùng bọn họ suy nghĩ, hoàn toàn bất đồng. Tấu chương xong. Chương 3890, 3884 tín ngưỡng vũ trụ đại quân lui lại. Thường. Này Long Cung Long Vương. Tường thành phía trước vị trí, sở hữu đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, ánh mắt đồng thời nhìn chầm chầm quy thừa tướng. Bọn họ trên mặt cũng là tràn ngập chấn động thần sắc. Quy thừa tướng, Long Vương hắn vẫn luôn ở cùng tín ngưỡng vũ trụ quân đoàn đối chiến. Tinh linh nhất tộc một người đại tinh linh, nhìn không được hướng tới quy thừa tướng mở miệng hỏi đúng vậy ba bốn ngàn vạn năm trước chúng ta long cung liền đã tiến vào đến tín ngưỡng vũ trụ trong phạm vi quy thừa tướng quay đầu cười gật gật đầu tiếp tục nói tín ngưỡng vũ trụ có hai mươi cung mỗi một cái có được một cái quân đoàn cái này quân đoàn chúng thần cấp bậc cường giả có bảy tám danh mỗi cái cung đều có được cường đại ác chủ bài hiện tại có hai cái cung cường giả lợi dụng cường đại thiên nguyên tạo hóa mảnh nhỏ đem chúng ta long cung long vương vây ở một mảnh khu vực nội đến đổi kia càng nguyên cung quân đoàn đã bị chúng ta Long Vương toàn bộ tiêu diệt. Quy thừa tướng nói, một chúng đỉnh chủng tộc cường giả nhóm, trên mặt chấn động càng sâu. Trước mắt còn có hai cái quân đoàn lực lượng mượn dùng thiên nguyên tạo hóa loại này cấp bậc bảo vật mảnh nhỏ kiềm chế Long Vương. Đây chính là thiên nguyên tạo hóa A. Loại này cấp bậc bảo vật, quả thực chính là liền tương đương với vô địch tồn tại. Liền tương đương với thiên nguyên tạo hóa cấp bậc cường giả giống nhau. Cho dù là mảnh nhỏ, đây cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Ít nhất có thể bộc phát ra chúa tể đỉnh chi cảnh lực phá hoại đi hai cái quân đoàn, hơn nữa như thế bảo vật, gần là đem Long Cung Long Vương vây ở một chỗ, mệt nhọc ba nghìn nhiều vạn năm còn không có đem chi giết chết, này Long Cung Long Vương bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mà này mấy ngàn vạn trong năm, Long Cung lại vì chính nguyên vũ trụ, làm nhiều ít. Nếu như tín ngưỡng vũ trụ thật sự có được như thế khủng bố lực lượng, 24 cung, 24 cái quân đoàn, bọn họ chính nguyên vũ trụ một chúng đỉnh chủng tộc, thật đúng là không phải đối thủ. Thậm chí trên lệch cực đại. Không nghĩ tới Long Cung Long Vương làm nhiều như vậy tinh linh nhất tộc đại tinh linh hơi hơi cảm thán ánh mắt quét quét chung quanh nhàn nhạt nói xem ra một ít chủng tộc là trách lầm long cung nếu như không có long cung chúng ta chính nguyên vũ trụ có thể hay không đủ ở sao trời vũ trụ dừng chân đều khó mà nói hắn nói lệnh chung quanh một ít đỉnh chủng tộc cường giả yên lặng gật gật đầu nguyên lai đều là chúng ta trách quan long vương này long vương cho chúng ta chính nguyên vũ trụ làm ra cống hiến có thể sau so mặt khác đỉnh chủng tộc thêm ở bên nhau còn muốn nhiều cũng không phải là a à, này mấy ngàn vạn năm long vương thế nhưng đối kháng tín ngưỡng vũ trụ một nửa lực lượng quả thực khủng bố như vậy long cung đối với chính nguyên vũ trụ cống hiến xác thật sau mặt khác đỉnh chủng tộc muốn nhiều rất nhiều long cung bọn họ mới là chân chính phía sau màn anh hùng a chúng ta không lâu phía trước thế nhưng còn trách tội long cung bọn họ phía sau vị trí sở hữu chủng tộc các đệ tử nhỏ giọng nói một ít đệ tử ánh mắt lập lòe nhìn về phía phượng hoàng nhất tộc cùng thiên sứ nhất tộc nơi đó giờ này khắc này phượng hoàng nhất tộc sở hữu cường giả các đệ tử sắc mặt dị thường nan kham phải biết rằng bọn họ không lâu phía trước mới đối long cung tiến hành làm khó dễ thậm chí công khai khiêu khích quá long cung ở thông tin thạch bàn nội cũng nói qua long cung không có vì chính nguyên vũ trụ làm ra bất luận cái gì cống hiến không xứng vì tín ngưỡng vũ trụ đỉnh chủng tộc nhưng mà hiện tại quả thực là trần trụi vã mặt a à. nhất quan trọng là long cung long vương thực lực đã vượt qua bọn họ phượng hoàng nhất tộc đoán trước khác không nói long cung long vương thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải bọn họ phượng hoàng nhất tộc có thể đối kháng mà hiện tại bọn họ khiêu khích Long Cung, thậm chí giết Long Cung hơn 10 người cường giả, kia Long Cung Long Vương nếu là trở về trả thù làm sao bây giờ? Thiên sứ nhất tộc nơi đó, sở hữu cường giả các đệ tử cũng là nhíu mày, bọn họ sắc mặt đồng dạng cũng khó coi. Động thủ, không cần cùng bọn họ nhiều lời, trước đưa bọn họ nhóm người này chính nguyên vũ trụ sở hữu gia hỏa tiêu diệt, sau đó lại đi tiêu diệt kia Long Cung Long Vương. Lúc này, phía trước vị trí, truyền đến tín ngưỡng vũ trụ chúng thần lạnh băng thanh âm. Âm âm âm. Dây tiếp theo, từng luồng khủng bố đến cực điểm năng lượng từ bọn họ trong cơ thể truyền ra tới. Hai ngàn nhiều vạn danh tính ngưỡng vũ trụ cường giả, bộc phát ra khủng bố bi thế. Phong vân biến sắc, thiên địa biến sắc, sao trời biến sắc. Này cùng cuộn tính ngưỡng chi lực, lệnh chính nguyên vũ trụ nội, sở hữu cường giả các đệ tử, đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tính ngưỡng vũ trụ cường giả nhóm, quá cường. Này tính ngưỡng vũ trụ lực lượng, xác thật không phải chúng ta có thể chống lại. Tinh linh nhất tộc một người cường giả trong miệng lẩm bẩm chung quanh một ít cường giả cũng là tán đồng gật gật đầu. Thật không biết, Long Cung Long Vương là như thế nào đối phó tín ngưỡng vũ trụ một nửa lực lượng. Phía sau vị trí, có đệ tử trong miệng lẩm bẩm. Này tín ngưỡng vũ trụ 21 cái quân đoàn uy thế, nếu như không có sao trời cự thành ngăn cản, gần này cuồng cuộn uy thế, đều có thể đủ làm bọn hắn nháy mắt tử vong. Chuẩn bị trận pháp chống cự. Chuẩn bị. Ông ông. Ông ông. Ông ông. Này trong nháy mắt, vô tộc sở hữu cường giả nhóm hết lớn một tiếng, nháy mắt mở ra một đám trận pháp. Ông ông! Ông ông! Nhưng mà, liền ở sở hữu chính nguyên vũ trụ cường giả các đệ tử cho rằng chiến tranh muốn bùng nổ thời điểm. Liền ở tín ngưỡng vũ trụ cường giả nhóm chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên, bọn họ một chúng thất giai chúng thần, toàn bộ thu được một cái tin tức. Đột nhiên khẩn cấp tin tức, lệnh tín ngưỡng vũ trụ sở hữu thất giai chúng thần nhóm hơi hơi sửng sốt. Bọn họ không có chần chờ, lập tức mở ra máy truyền tin. Bởi vì tin tức này, là đến từ chính bọn họ trong cung trưởng lão khẩn cấp tin tức. Cho dù là hiện giờ đại chiến chạm vào là nổ ngay, cũng muốn tiến hành điều tra. Bất quá, khi bọn hắn mở ra nhìn đến bên trong nội dung sau, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Sao có thể? Lập tức có thất giai chúng thần đầy mặt hoảng sợ rống lớn nói. Bọn họ thu được một cái mệnh lệnh, một cái lui lại mệnh lệnh, mà xuống đạt cái này mệnh lệnh, tự nhiên cũng có một nguyên nhân đuổi giết Long Cung Long Vương cường giả nhóm, toàn bộ bị giết. Toàn bộ bị Long Cung Long Vương, cùng với Long Cung Cổ Thần nuôi côn chủ tiêu diệt. Long Cung Cổ Thần nuôi côn chủ, cùng với một con côn, đã có thể so sánh bọn họ tính ngưỡng vũ trụ đỉnh chúng thần. Hiện tại, bọn họ trong cung trưởng lão, lập tức mệnh lệnh bọn họ rút lui. Hơn nữa sở hữu quân đoàn, tiến hành phân tán, phòng ngừa bị Long Cung Long Vương tập kích. Nhìn cái này rút lui tin tức, hơn nữa làm cho bọn họ phân tán đào vong, không cần bị Long Cung Long Vương phát hiện tin tức sở hữu thất giai chúng thần sắc mặt đều phi thường nan kham. Bọn họ vừa mới còn cùng chính nguyên vũ trụ cường giả nhóm nói sẽ tiêu diệt Long Cung Long Vương. Kết quả hiện tại Long Cung Long Vương ngược lại tiêu diệt bọn họ tín ngưỡng vũ trụ cường giả nhóm. Này! Bất quá Long Cung Long Vương nơi đó đã có được chúng thần đỉnh tồn tại. Đã không phải bọn họ có thể ngăn cản trụ. Một khi bọn họ bị Long Cung Long Vương bọn họ phát hiện, nhất định tổn thương thảm trọng. Vạn nhất bọn họ 21 cái cung chúng thần tổn thương ở nơi này, cái này tổn thất tín ngưỡng vũ trụ gánh vác không dậy nổi tấu chương xong